ở tri bộ tổ dân phố Việt Đức thuộc đảng bộ phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Tất cả đảng viên đều đã cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử để cập nhật thông tin chính thống, triển khai thực hiện nghị quyết và các hướng dẫn từ đảng bộ tỉnh đến cơ sở. Kết thúc giai đoạn 1 triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, Đảng bộ phường phố cò được đánh giá là đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất trong toàn tỉnh, với 17 trên 17 tri bộ đã có tài khoản và 397 trên 397 đảng viên cài đặt thành công, đạt 100%. Khi mà áp dụng cái sổ tay đảng viên điện tử này thì cũng có những cái rất là thuận lợi. Các cái văn bản, bản nội dung sinh hoạt của uh, tri bộ được cấp ủy gửi đến cho các đồng chí đảng viên xem trước, nắm mắt và góp ý vào các cái nội dung sinh hoạt của tri bộ. Chính vì thế mà cái thời gian tổ chức sinh hoạt tri bộ đó giảm bớt đi Đấy và hiệu quả cao hơn. Còn tại đảng bộ phường Bách Quang, đến nay 99% đảng viên đã cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội đảng bộ đã đề ra. Tôi thấy nó rất là thuận tiện, thuận lợi là gì? Không phải là gì? nhiều văn bản, nhiều giấy tờ và phải photo, phải đi lại. Cho nên là rất thuận lợi trong các cái việc trong sinh hoạt cũng như trong báo cáo và tất cả các cái hoạt động của chi bộ. Thế và từ những việc đó thì các đảng viên cũng thấy rất là phấn khởi, tích cực là là mở rộng để khai thác các cái ứng dụng. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với uh, thực hiện sự chỉ đạo của thành ủy, ban tổ chức thành ủy, cái tổ công tác của thành ủy, chúng tôi sẽ tiếp tục uh, hướng dẫn và chỉ đạo các cái tri bộ để cập nhật các cái nội dung có liên quan đến công tác uh, uh, sinh hoạt theo sổ tay đảng viên điện tử. Để đạt được kết quả trên, ngay từ khi được tập huấn hướng dẫn cài đặt sổ tay đảng viên điện tử. Đảng ủy các đơn vị đã lập tổ quản trị và triển khai đồng loạt ngay tới các tri bộ, thông qua nhóm Zalo và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn đến từng cán bộ đảng viên, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ quản trị, tổ giúp việc xuống trực tiếp các chi bộ tổ dân phố để hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng sổ tay đảng viên cho các chi bộ và đảng viên. Đến nay, Đảng bộ thành phố sông công, số đảng viên cài đặt thành công ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đã đạt 99% với 33 trên 33 đảng bộ chi bộ trực thuộc thành ủy và 82,05% tri bộ dưới cơ sở đã thực hiện tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Việc uh, triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử là bước đi uh, quan trọng trong uh, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng và chất lượng sinh hoạt và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin uh, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan trong nội bộ của đảng và những tiện ích mà ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử mang lại đặc biệt là trong cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên đã góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng ý chí và hành động trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội và tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu chính trị của tỉnh Thái Nguyên nói chung và của thành phố Sông Công nói riêng. Việc phát huy tối đa hiệu quả của ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử sẽ góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng ý chí và hành động trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội tạo tiền đề triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 đến 2025, định hướng đến năm 2030.